thị trường có một phiên hồi phục rất tốt khi mà rút chân đóng nến cao nhất ngày và kèm với mức thanh khoản cải thiện. Rất nhiều anh chị nhà đầu tư của chúng ta đã bắt đầu có những cái sự FOMO khi mà nhóm chứng khoán đã có sự lan tỏa dòng tiền tốt và cũng như một số những cổ phiếu khác. Tuy nhiên thì đây là một cái tình huống mà đã từng xảy ra rất nhiều lần trong quá trình thị trường đang rơi. Và ngày hôm nay thì Hải cũng sẽ chia sẻ với anh chị về một cái bẫy lớn mà chúng ta thường mắc phải khi thị trường đang trong quá trình tạo đáy anh chị ha thì trước khi chúng ta bắt đầu video thì hy vọng mọi người chúng ta có thể ủng hộ hải bằng cách cho hải một like một đăng ký kênh cũng như chúng ta cần hỗ trợ thêm chúng ta có thể tham gia vào cái room này thì hải sẽ tư vấn cho anh chị một cách hoàn toàn miễn phí rồi thì trở lại với nội dung chính của video ngày hôm nay thì đầu tiên chúng ta sẽ có thể thấy được một cái điều rất là phổ biến trong những cái trường hợp thị trường đang rơi à, chính là những cái phi ngừng giảm Phiên gần giảm tức là gì? Tức là trong quá trình thị trường rơi thì nó sẽ không bao giờ nó rơi theo cái kiểu là rơi 200 điểm liên tiếp Mà trong 200 điểm đó thị trường nó cứ mỗi lần nó rơi khoảng tầm 40 cho tới 50 điểm Thì nó sẽ có một cái nhịp nó bật lại khoảng tầm là 20 điểm Thì chúng ta có thể lấy trường hợp gần nhất là thị trường vào phiên giao dịch 24 tháng 7 Chúng ta thấy rằng là gì ạ? Là khi thị trường rơi từ 1295 và rơi về thì cho tới cái vùng 1220 à, bắt đầu dạ, bắt đầu cái áp lực cung nó giảm đi. Tại vì sao? Tại vì có rất nhiều cổ phiếu bắt đầu rơi về cái nền hỗ trợ rất là cứng của nó. Cho nên rằng dạ, là cái lực cung họ không còn muốn bán nữa. Cho nên rằng ở tại những vùng này thì chỉ cần một lực cầu rất nhỏ cũng có thể giúp cho cổ phiếu nó bật lên và thậm chí rằng là tăng trần. Thì đó gọi là những phiên ngừng giảm thì những phiên đó là những cái phiên mà thông thường chúng ta hay sử dụng một cái câu á là hồi để bán anh à, chị ha là những cái phiên mà chúng ta hay sử dụng cái câu là hồi để bán chứ không phải là là những phiên chúng ta nên bắt đáy thì kết quả chúng ta thấy rằng giờ là thị trường có những cái nhịp bật nhưng mà cuối cùng á, thì chúng ta vẫn phải đón nhận thêm những cái nhịp giảm phía sau hoặc là tương tự chúng ta nhìn qua về thời gian trước khi thị trường có những cái phiên rơi lịch sử từ vùng 1226 về 1020 Tức là 200 điểm Thì chúng ta cũng sẽ có những cái trường hợp tương tự Đúng mà như là phi này Đây cái phi ngày 27 tháng 9 Thị trường cũng bật Cũng đóng nến cao nhất ngày Và thanh khoản cũng không phải là quá thấp Tuy nhiên thì phía sau thị trường nó vẫn tiếp tục là nó rơi Hoặc à, hoặc là vậy, là phi này Đúng không Cái phi ngày 20 tháng 10 2023 Thị trường cũng rút chân Đúng mà râu nến phía dưới là rất dài Đóng nến là cao nhất ngày Nhưng mà chỉ trụ được 3 phiên và tiếp tục thị trường nó lại rơi à, vậy cho nên á, là cái vấn đề quan trọng nhất mà hãy muốn chia sẻ với anh chị ở trong video ngày hôm nay là để chúng ta có thể nhận định được là thị trường tạo đáy hay là hồi để bán là chúng ta phải chú ý là chú ý vào những phiên sau còn những phiên đầu tiên những phiên hồi đầu tiên nó luôn luôn là những phiên mà chúng ta bắt đáy nó sẽ có những cái rủi ro nhất định ở trong đó anh chị nha Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ phân tích xem là là cái thị trường trong phim vừa rồi nó là hồi để bán hay nó là tạo đáy anh chị ha rồi cái điều đầu tiên á, là cái mà chúng ta sẽ cần phải quan tâm nhất là cái à, cái nhóm cổ phiếu thì chúng ta cũng sẽ tương tự chúng ta nhìn qua vào những nhịp trước để xem coi là cái nhóm cổ phiếu nó như thế nào đó thì anh chị nhìn vào qua vào phim vừa rồi thì chúng ta có nhóm chứng khoán là nhóm hồi mạnh nhất đúng không chúng ta có những ông như là SCI nè chúng ta có VND nè nó hồi rất là tốt đúng không rút chân đều rất là dài hoặc là HCM nè đúng không đều rút chân trong đó chúng ta có là FTS thậm chí rằng là tăng trần đúng không vô rất to nhà vô này vô rất to thì nhiều người chúng ta có thể nói rằng là ờ à, FTS tạo đáy rồi à, nhưng mà chưa chắc nhà chưa chắc thì một lát nữa họ sẽ phân tích vì sao đúng không CTS cũng vậy nè hồi rất tốt đây là hai mã cổ phiếu tăng trần ở trong phim vừa rồi rất là tốt đối với nhóm chứng khoán và đặc biệt là có thanh khoản tham gia. Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ nhìn qua một tí nói đi cũng phải nói lại, chúng ta sẽ có thể quay trở về với thời điểm là ngày 20 tháng 10 nha. Ngày 20 tháng 10 cũng là một ngày thị trường rút chân này, rút chân và đóng nến gần như là cao nhất ngày, đóng nến rất là cao. Và ngày 20 tháng 10 thì nó cũng là cái ngày mà những cái cổ phiếu này nó bật rất là tốt. Hãy lấy ví dụ nè, đây, ngày 20 tháng 10 của CTS chúng ta nhìn qua vào cái chỉ số này nè nha. Ngày 20 tháng 10 cũng là một ngày CTS tăng trần, đúng không? Và và thanh khoản của CTS ở trong ngày hôm đó cũng không hề thấp. Nhưng anh chị thấy một cái điều rất rõ là gì ạ? À? Là cũng tương tự thị trường là sau 3 phiên CTS lại tiếp tục rơi, mặc dù là đây là một phiên tăng trần và thanh khoản vào. Đúng mà. Thì đây chính là cái mà hãy muốn chia sẻ với anh chị là gì ạ? À? Là cái phiên đầu tiên á nha cái phiên đầu tiên nó sẽ chỉ là một cái phiên ngừng dễ mà thôi còn chúng ta sẽ xem những phiên sau cái phiên đầu tiên là một cái phiên mà tất cả những yếu tố nó đều rất ủng hộ đúng không trước chân này đóng nến cao nhất ngày thậm chí rằng là tăng trần và cầu vào thì theo như lý thuyết là gì là hiện tại ở vùng này cái lực cầu nó đang áp đảo cái lực cung có đúng không thì đúng ra nó phải tạo đáy nhưng mà vì sao cái nhịp này cái ông CTS này ổng lại tiếp tục ổng thủng đáy à, tại vì những phiên sau tức là gì ạ? À? Tức là ở tại vùng này, ở tại vùng giá 32, 33 và 34 thì cầu của CTS áp đảo cung, nhưng mà khi lên tới vùng giá 36 thì cung nó là áp đảo cầu. Nha, thì đó chính là cái vấn đề. Nếu như CTS có thể tiến lên được xa hơn khoảng tầm vùng 37, 38 thì ok, khi đó chúng ta có thể an tâm và chúng ta mở mua mới. Còn khi chúng ta mua CTS ở vùng giá 32, 33 và 34 thì chúng ta sẽ luôn luôn đặt cược với một cái rủi ro. Tại vì ở tại vùng này, chúng ta sẽ chưa thể xác định được là cái cầu và cái cung nó như nó như thế nào. Nó chỉ bật lên ở cái vùng này thôi. ở cái ở một cái khoảng cái khoảng này. Còn cái khoảng phía trên này nó sẽ có những cái lớp. Thì những cái lớp này, cái cái, cái vùng mà hải vẽ ở thứ hai này, thì chúng ta sẽ không biết được là cung với cầu nó như thế nào. Và trong trường hợp cho dù cung với cầu nó hoàn toàn ngang nhau, nhưng mà nếu thị trường nó vẫn xấu nếu thị trường vẫn đi ngang mà không bật lên nếu thị trường vẫn rung lắc thì chắc chắn rằng cung nó sẽ càng ngày càng sợ và cái cái cầu nó sẽ không giảm mua mà cung thì càng ngày càng to và nó sẽ khiến cho những cái mà cổ phiếu nó đi xuống thì cái quan trọng mà chúng ta cần phải phân tích là cái những phiên sâu chứ không phải là cái phiên vừa rồi cái phiên vừa rồi thì cho dù là những cái yếu tố những cái tín hiệu nó có tốt tới đâu thì phía sau nó vẫn sẽ fail một cách bình thường chúng ta sẽ có thể nhìn qua về hàng lấy ví dụ là DG nha À, ngày 20 tháng 10 nha chúng ta tiếp tục sử dụng ngày 20 tháng 10 2023 thì cái ông DIG vào ngày 20 tháng 10 2023 thì chúng ta thấy nè đó cái cái chúng ta thấy rằng là, gì? Đó? là cái nhịp này nha chúng ta nhìn qua về cái 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 chỉ số này thì ngày 20 tháng 10 là một cái ngày DIG cũng tăng dần đúng không rất giống CTS nhưng cái thanh khoản của DIG vào ngày 20 tháng 10 là không đạt yêu cầu à, đây chúng ta nhìn qua về thanh khoản này nó hơi bị che một tí, đây nó hơi bị che một tí nhưng mà chúng ta nhìn nó, đó, đó, chúng ta nhìn thấy đúng không ạ? Thanh khoản này của DG là không quá cao, đúng không? Thanh khoản này là một thanh khoản ở mức trung bình, à, hoặc có thể nói rằng là mức trung bình thấp, nó không phải là một mức thanh khoản quá cao đối với lại DG, nó khác rất xa với lại CTS, đúng không? Chúng ta nhìn lại về CTS này, đây cái mức thanh khoản này của CTS là mức thanh khoản cao, không phải là trung bình cao nữa mà là mức thanh khoản cao luôn, đúng không? Nó rất cao nó nó là một cái cây mà thanh khoản khá đột biến so với lại mặt mặt bằng chung ở trong khi đó thì cái ông DG cái mức thanh khoản của ông á là rất bình thường đúng không là ở mức trung bình thôi chứ không phải là mức trung bình cao nữa nhưng mà chúng ta nhìn qua về phía sau nè đúng không cái nhịp phía sau hoàn toàn tức là gì ạ trong cái đoạn thị trường rung lắc nó thị trường chúng ta chỉ đi ngay được ba phi đây nó rút chân nó đóng nến vào ngày 20 tháng 10 và chỉ sau 3 phiên thị trường nó tiếp tục nó rơi còn DG này đây tự nhiên bật nè một 2, 3. Tức là tới phiên này, tới phiên thứ tư thị trường bắt đầu rơi rồi. Nhưng mà DG không rơi nữa. Nhà DG không rơi nữa. Và nó vẫn luôn luôn nó giữ được cái vùng dưới này. Nó không để cái vùng này cái vùng này nó thủng. Thì đó chính là cái điểm cộng của DG so với CTS. Cái ông CTS này nha, mặc dù là ông giữ giá rất tốt. Ông bật lên lên rất nhanh. Nhưng mà kể từ khi thị trường rơi, thì ông cũng rơi theo thị trường. Đúng không? Ông cũng rơi theo thị trường. Còn trong khi đó, thì cái ông dg ổng lại giữ giá được tốt hơn so với thị trường thì kết quả là ông dg đã tạo đáy trước thị trường và bật lên mặc dù cái xúc phát điểm của ông dg cái tín hiệu tạo đáy của ông dg là yếu hơn so với lại cts rất nhiều thì đây chính là vấn đề thì chúng ta quay trở lại với phim vừa rồi thì phim vừa rồi cũng là một phim là cái ông dg này ổng rút chân và ông bật bật lên rất là tốt và chúng ta cũng một lần nữa chúng ta nhìn lại là về cái đáy của dg hiện tại nha mặc dù thị trường rung lắc rất nhiều và mặc dù là thị trường nó có những cái nhiệt nó thụng đẩy liên tục nhưng mà cái ông DG này ổng đã giữ được vùng giá 23 rất tốt rồi nha anh chị và thậm chí rằng nếu mà chúng ta tinh ý chúng ta nhìn đó, thì cái ông DG này ổng cũng đang tạo ra một cái mẫu hình là mẫu hình vai đầu vai đây Ê, mẫu hình hai đáy chứ hãy xin lỗi nha và không mẫu hình hai đáy thì cái đường neckline cái đường mà để DG chính thức hoàn thành xong cái mẫu hình hai đáy này nó sẽ là vùng giá 24.7 thì chỉ cần DG vượt qua được 24.7 nó sẽ chính thức tạo đáy và khi đó anh chị chúng ta có thể an tâm và chúng ta mở mua còn ở tại vùng này thì cái việc DG nó có hoàn thành hay không nó sẽ nằm trong một cái tình trạng là 50 50 thì tất cả những hành vi mà chúng ta mở mua nó đều sẽ mang lại cho anh chị một cái rủi ro thì đó chính là cái bẫy mà hãy muốn chia sẻ với anh chị ở trong video ngày hôm nay chúng ta có thể nhìn qua về ông CTS này đúng không thì mặc dù là ông CTS ông rơi sau DG nhưng mà chúng ta có thể thấy rất rõ là cái ông này ấy, ông thủng đáy rồi đúng không cái phiên ngày 1 tháng 8 là cái phiên mà CTS thủng đáy rồi nhưng mà DG thì chưa thủng nha DG vẫn rút chân và vẫn giữ được đáy đây chính là sự khác biệt nha anh chị nha đây chính là sự khác biệt thì ở trong những phiên tới chúng ta cần phải xem là trong hai phiên tới ba phiên tới mà ông DG ông vượt qua được vùng giá 24.6 thì DG sẽ tạo đáy trước CTS và thậm chí rằng DG sẽ tăng trước CTS ở trong khi đó thì mặc dù CTS trong phiên vừa rồi tăng rất tốt nhưng mà nếu như trong 3 phiên nữa mà CTS không vượt qua được vùng giá 36 thì chắc chắn với anh chị là CTS sẽ yếu hơn so với DIG rất nhiều. Thì đây chính là cái mà chúng ta cần phân tích. Và chúng ta cần phải xem coi những phiên sau á là khi thị trường rung lắc các cổ phiếu nó có giữ được đáy hay không. Khi thị trường bật lên thì các cổ phiếu nó có bật hay không. Chứ còn thị trường bật mà các cổ phiếu nó bật được mỗi phiên đầu thôi. Những phiên sau nó bật không nổi thì chắc chắn rằng những cổ phiếu đó nó vẫn sẽ rất yếu và quá trình hồi phục của nó sẽ rất chậm thì đó là cách để chúng ta phân biệt là thị trường nó có tác đấy hay là không. Nhưng mà hãy vẫn giữ vẫn cái quan điểm là anh chị chúng ta cần phải cần phải đi vốn một cách rất là cẩn trọng. Như là ở trong room của Hải đó, thì trong phim vừa rồi nha, Hải có khuyến nghị mở mua cổ phiếu là cổ phiếu MBS. Đây, trong trong phim vừa rồi thì nhóm chứng khoán là nhóm bật mạnh nhất cho nên là cho nên rằng là hãy nhắm thẳng vào nhóm chứng khoán. Thì Hải có nhắc nè là nhặt trước một ít nha anh chị nha. Chú ý nè, chú ý câu từ nha, nhặt trước một ít thôi lưu ý là trong những nhịp bắt đầu tiên chúng ta nên đi tỷ trọng thấp thôi tại vì sao tại vì những nhịp bắt đầu tiên á thì chúng ta vừa mới phân tích xong là có những cổ phiếu cái nhịp đầu tiên nó khỏe hơn so với những cổ phiếu khác nhưng mà cái nhịp sau á nó lại yếu hơn cho nên rằng nếu mà anh chị chúng ta ôn in quá sớm vào những nhịp đầu tiên thì nhiều khi chúng ta sẽ bắt sai sóng nha thì cái cách tốt nhất là chúng ta bắt vào cái cái sóng mạnh nhất cái sóng mạnh nhất ở những những nhịp đầu tiên thì cái rủi ro nó sẽ thấp hơn nhưng mà nó vẫn không phải là không có rủi ro đó thì để xem coi là trong những phiên tới á, nếu mà những cổ phiếu ví dụ như là MBS này nha cái ông MBS này thì chỉ cần gì à? chỉ cần ông lấy lại được móc 30 thôi là khỏe rồi nha chỉ cần lấy lại được 30 là ông khỏe rồi đó cho nên rằng là chúng ta chỉ cần chờ cái nhịp này thôi chỉ cần ông MBS này ông lấy lại được 30 à, thì khi đó khá là ok thì chúng ta sẽ cầm tiếp còn nếu như mà trong những phiên tới cái ông MBS này mà không lấy lại được 30 á mà trong khi đó ông DG ổng lấy lại được gì ạ à? lấy lại được 25 thì chắc chắn rằng là hải sẽ đảo từ cái ông MBS sang ông DG thì anh chị chúng ta sẽ lưu ý về những cái mà hải vừa mới phân tích về cách để chúng ta nhìn xem đâu là cổ phiếu khỏe và đâu là cổ phiếu yếu anh chị ha rồi thì đó cũng là cái kết thúc cho cái video ngày hôm nay thì rất cảm ơn chúng ta đã quan tâm và theo dõi video thị trường ở trong những phiên vừa rồi nó khá là khó nhưng mà anh chị chúng ta vẫn quan tâm và ông vẫn ủng hộ hải thì hải cũng rất là cảm ơn và cũng mong là mọi người chúng ta vẫn tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách chúng ta cho hải một like một đăng ký kênh và chúng ta có thể cho hại một cái phím một ở bên dưới phần bình luận nếu mà chúng ta thấy video hay và hữu ích. Và chúng ta cần hỗ trợ thêm thì chúng ta vẫn có thể tham gia vào cái room này mọi người ha. Thì hãy vẫn sẽ tư vấn và vẫn sẽ hướng dẫn cho anh chị một, một cách miễn phí. Cảm ơn mọi người rất nhiều.